Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại channel của mình và mình là Thành Hoa. Thì ngày hôm nay mình lại có hội mình ngồi đây và bàn luận với mọi người về FIFA lại 4 lần nữa. Thì lần này mình sẽ giới thiệu tới mọi người một cái đội hình nó cũng rất là hợp meta phiên bản hiện tại để xuất xa nè, để ban bật nè. Đó là sơ đồ 4-1-2-3. Và trong video này sẽ có bao gồm cả chiến thuật đơn, chiến thuật đội, nhà quản lý và cả huấn luyện viên kỹ năng của từng vị trí luôn. Và trước khi xem video này đừng quên để lại mình một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử đội hình này nó như thế nào. Hiện nay để có thể ủng hộ Thành Hòa thì các bạn có thể đến với tiệm ăn vặt Soái Ca với menu cực kỳ hấp dẫn với các món ăn là bắp rang bơ nè, bánh tay heo nè, da heo chiên giòn và cả khoai lang sấy nữa. Và để liên hệ đặt hàng thì các bạn có thể vào bất kỳ video nào trên kênh của mình và ấn vào phần mô tả tới nút hiện thêm nè, kéo xuống mục mua đồ ăn vặt Soái Ca để ủng hộ Thành Hòa. Liên hệ thì các bạn có thể liên hệ với cá nhân của mình hoặc là Facebook cá nhân của bà chủ kênh là vợ mình á, và ship COD toàn quốc nha mọi người, free ship đơn hàng trên 300k. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ rất là nhiều luôn. Chơi World Cup free, đá F4 đi để nhận hàng triệu những phần quà độc quyền tại worldcup.f4.garena.vn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem qua cái huấn luyện viên kỹ năng của từng vị trí nó sẽ như thế nào nha. Trong khuôn gỗ khung thành thì thủ môn mình sẽ để huấn luyện viên kỹ năng đó là cản phá sút khoảng cách trung bình với lại cản phá sút để vừa chụp chích D vừa chụp sút xa hợp lý hơn. Và hai anh chàng hậu vệ cánh thì mình sẽ để huấn luyện viên kỹ năng đó là khéo léo với lại tổ chức để có thể lui về khi mất bóng và sẽ tranh chấp tốt hơn nhờ khả năng khéo léo. Với lại hai anh chàng hậu vệ thì mình sẽ để huấn luyện viên kỹ năng đó là một anh sẽ là khả năng tắt bóng và là tổ chức, còn anh còn lại sẽ là khéo léo và tổ chức. Cái quan trọng của cái đội hình này là hai cái hậu vệ phải có tổ chức để khi mất bóng mình lui về mình tránh những pha phản công nhanh, và cái tắt bóng để giúp cho mình tắt bóng những pha bóng trong cấm hay những pha bóng ngoài ít bị phạm lỗi và khéo léo cũng được, có thể tranh chấp tốt hơn. Và phần tiền vệ thì CDM mình sẽ để huấn luyện viên kỹ năng đó chính là khéo léo với lại Tiki Taka. Khéo léo là để cho anh chàng này có thể tranh chấp tốt hơn khi những pha tranh chấp với lại cầu thủ đội bạn, và Tiki Taka để thực hiện những đường truyền một chạm nó chuẩn xác, bởi vì cái đội hình này mình sẽ thực hiện đường truyền một chạm rất là nhiều. Và hai anh chàng tiền vệ trung tâm thì mình sẽ để huấn luyện viên kỹ năng đó là Tiki Taka nữa nè. Một anh sẽ là tổ chức và một anh sẽ là khéo léo để một người chạy về, một người tranh chấp. Khi mình mất bóng thì mình sẽ hạn chế được những pha bóng phản công nhanh của đối phương. Và hai anh chàng tiền đạo cánh thì mình sẽ để huấn luyện viên kỹ năng đó là đỡ bước một nè, khéo léo nè và chuyền dài nếu cần thiết. Thực chất cái quan trọng nhất là cái đỡ bước một và khéo léo để đẩy bóng dài hơn, chạy nhanh hơn và tranh chấp tốt hơn. Và một tiền đạo thì mình sẽ để huấn luyện viên kỹ năng đó là phản ứng ngay khi cơ hội xâm nhập để nháy quy, anh chàng này sẽ chạy rất là nhanh, hoặc là xâm nhập vòng cấm để khi mà QS á thì anh chàng này cũng sẽ chạy rất là nhanh. Ngoài ra nếu như bạn có thêm chỉ số huấn luyện viên đó chính là cái đỡ bước một thêm vào nữa thì quá tuyệt vời luôn. Còn về nhà quản lý thì mình sẽ chọn huấn luyện viên đó chính là huấn luyện viên Erik ten Hag. Thì huấn luyện viên này có chỉ số là truyền chính xác và tận dụng khoảng trống, cái rất cần thiết của đội hình này. Đội hình này là đội hình ban bật, cần cái đường truyền nó chính xác hơn và tận dụng khoảng trống để cầu thủ họ sẽ di chuyển mượt mà hơn, tạo ra nhiều khoảng trống để ghi bàn. Tiếp theo là về phần chiến thuật đội thì lối chơi mình sẽ để tốc độ 58, truyền sẽ là 38 thôi, và chọn vị trí sẽ là tổ chức. Đội hình này là đội hình ưu tiên những pha phản công chậm và những đường truyền ngắn. Đôi khi cũng có thể truyền dài và phản công nhanh được nhưng rất ít, bởi vì chỉ có một tiền đạo phía trên thôi. Mình chỉnh cái đội hình này sẽ có hai chàng tiền đạo cánh á, họ lùi về rất là sâu cho nên là mình sẽ phải truyền những pha bóng nó chậm hơn và đường truyền nó sẽ ngắn hơn, bởi vì cái đội hình này nếu như bạn để truyền dài quá thì cầu thủ họ sẽ tách ra rất là xa và cái khả năng bắt bài á nó rất là dễ bị, và cầu thủ khi mà truyền ngắn lại thì một cầu thủ họ sẽ có nhiều hướng truyền hơn và đường truyền nó sẽ chính xác hơn và đỡ bị tránh những pha gọi là mất banh giữa sân, cái phản công nhanh là mình đôi khi mình đỡ lại không kịp, cho nên hãy cẩn thận với những đường truyền. Và đội hình này là đội hình ban bật, kể cả tới gần cái vòng cấm, tới gần khung thành rồi các bạn vẫn có thể ban bật được, cho nên hãy tự tin truyền bởi vì cầu thủ rất là nhiều, mình chỉ cần nhìn là ra đường. Tiếp theo là phần tấn công thì truyền bóng mình sẽ để 53, tạt bóng là 69 và sút sẽ là 57, chọn vị trí sẽ là tổ chức. Cái đội hình này là đội hình thiên về ban bật và sút xa, miễn sao cái bóng các bạn đưa ra trước vòng cấm là các bạn sẽ có ngay một tư thế để các bạn tung ra cú sút xa bằng D nè, dứt D cũng được nữa, chọn những cầu thủ có dứt D tốt và sút xa tốt là được. Bởi vì khi mà các bạn truyền được tiếng hai thì hai anh chàng CM nè hoặc là hai anh chàng tiền đạo cánh đó, họ sẽ chọn những vị trí để giúp các bạn tung ra những cú sút xa rất là dễ vào, hoặc là các bạn có thể ban bật, có thể truyền tới tận vòng cấm lần. Đội hình này thì cầu thủ họ chạy vào vòng cấm rất là đông, có cả ba anh chàng tiền vệ nè, hai tiền vệ trụ và một tiền vệ phòng ngự, họ vẫn chạy vào vòng cấm, và thêm hai anh chàng tiền đạo cánh họ cũng vào vòng cấm nữa, là cái đội hình này sẽ có khoảng 6 người trong cái vòng cấm đó. Thì các bạn có thể truyền ra cũng được, truyền vào vòng cấm cũng được, nên ưu tiên đường truyền vào vòng cấm bởi vì trong vòng cấm của đội hình này có rất nhiều người, có rất nhiều thứ để các bạn có thể làm, có thể sáng tạo ra một pha tấn công đẹp mắt. Và với đội hình này thì tiền đạo sẽ là người di chuyển rất là nhiều trong vòng cấm của đối phương để giúp các bạn có thể ghi bàn. Tiếp theo là phần chiến thuật đơn của từng cầu thủ thì tiền đạo mình sẽ để xu hướng sẽ là công 3 và thủ 1, sẽ nách
pressing tuyến phòng ngự đánh chặn đông thường và chạy chỗ, thì anh chàng tiền đạo này sẽ luôn luôn hướng về phía trước, xâm nhập vòng cấm và di chuyển rất là nhiều luôn. Hầu như mọi đường chuyền khi tấn công á, mình đều phải chuyền cho tiền đạo để anh chàng này sẽ là người kết thúc, bởi vì lúc nào cũng sẽ là người, anh chàng tiền đạo này đối mặt với môn, nên chọn những tiền đạo khả năng chạy chỗ tốt như Robéo này, Lewan này, hay kể cả CR7 hay kể cả Shevchenko cũng được, để lúc nào mình cũng sẽ tạo ra được những cái vị trí mà mình dễ dàng chuyền bóng vào mình đối mặt thủ môn hơn. Và ngoài ra thì tiền đạo này đôi khi còn phải cần khả năng sút xa và khả năng đánh đầu nữa, bởi vì cái đội hình này vẫn có thể tạt được, chỉ là hơi ít tạt thôi, nhưng vẫn có thể tạt được. Đôi khi những bàn thắng đánh đầu nó còn quan trọng hơn những cú sút xâm nhập cấm để giải được cái bài toán bế tắc đôi khi trong một số trường hợp tấn công, và khả năng sút xa để gặp những đội hình đông hậu vệ mình có thể tự tin mình sút xa để có thể là tạo cái gì đó nó bất ngờ sáng tạo trong khâu tấn công. Tiếp theo là anh chàng tiền đạo cánh, thì mình sẽ để chiến đấu giống nhau, xuống sẽ là công 3 và thủ 2. CC2 bóng biên hỗ trợ phòng ngự cơ bản, đánh chặn thông thường, hỗ trợ tạt bóng công bằng, hỗ trợ xâm nhập công bằng. Hai anh chàng này sẽ để CC2 để luôn luôn di chuyển dọc hai lên cánh á, để cho hai anh chàng hậu vệ cánh khỏi phải chạy lên. Nếu như chỉ cần hai anh chàng này chạy vòng cấm cái thôi là hai anh chàng hậu vệ cánh sẽ chạy lên để lấp khoảng trống, và điều đó sẽ xảy ra khi mà các bạn đã đưa bóng tới gần vòng cấm của đối phương rồi, thì hai anh chàng tiền đạo cánh này bắt đầu sẽ là xâm nhập vòng cấm, xâm nhập cân bằng, sẽ xâm nhập vòng cấm để tạo ra khoảng trống giúp cho đồng đội chuyền nhiều hơn, chuyền dễ hơn, và đôi khi có thể nhận bóng và có thể sút xa ghi bàn vẫn được, nên nó sẽ tạo ra được cái sự sáng tạo trong cái khâu tấn công. Thì lúc này hai anh chàng hậu và cánh có chạy lên thì cũng không kịp, tình huống nó đã diễn ra và nó diễn ra xong rồi, có thể là vào, có thể ra ngoài hoặc làm tình huống nào đó rồi. Nếu như mà mất bóng thì lúc này thì hai anh chàng hậu và cánh vẫn có thể lui về được, tại anh ta mới chạy lên tới khoảng nửa sân thôi. Thì cái đội hình này là đội hình mình cũng sẽ rất phụ thuộc vào hai chàng tiền đạo cánh này. Hai anh này sẽ là hai anh làm banh cho tiền đạo, làm banh cho tiền về trung tâm, và có thể tự động ghi bàn đối mặt thủ môn luôn. Nên chọn những cầu thủ có tốc độ tốt, bởi vì thường xuyên phải đua tốc độ với lại hai chàng này. Tiếp theo là hai chàng CM, hai chàng tiền về trung tâm, mình sẽ để chiến thuật giống nhau, xuống sẽ là công 2 và thủ 2. Tham gia tấn công, á sai, đánh chặn thông thường, duy trì vị trí và hỗ trợ tạt bóng công bằng. Mình để luôn á sai luôn, bởi vì đội hình này nếu như không có hai chàng này tham gia tấn công á thì rất khó triển khai banh được, chỉ có 3 tiền đạo phía trên sẽ không làm được gì với đội hình 6 hậu vệ, 7 hậu vệ hiện tại đâu. Hai anh chàng này tham gia nữa thì cái đội hình mình sẽ đa dạng lối đá hơn, có thể không cần chuyền, mình sẽ sút xa với hai anh chàng này, và hai anh chàng này sẽ là hai anh chàng chuyền cực kỳ hay, chuyền cho tiền đạo, chuyền ra hai cánh, sẽ là những pha ban bật. Lối đá chính thức của đội hình này chính là lối đá ban bật, là phụ thuộc vào hai anh chàng này đó. Hai anh chàng này sẽ là hai anh chàng lên công và về thủ để phối hợp với lại phòng ngự, phối hợp lại tấn công, mỗi người mỗi hướng, và cố gắng chọn những cầu thủ có khả năng sút xa tốt như Cruz nè, Gullit nè, Lothar Matthäus hay kể cả Savic vẫn vào vị trí này được. Và dĩ nhiên cố gắng truyền cho chính xác, bởi hai anh chàng này nếu mất banh thì sẽ tạo ra một pha phản công cực kỳ nguy hiểm cho đội bạn. Và tiếp theo là anh chàng tiền về phòng ngự, mình sẽ để xu hướng sẽ là công 2 và thủ 3. Tấn công công bằng, phòng thủ công bằng và đánh chặn thông thường. Mình vẫn cần anh chàng này lên tham gia tấn công, chứ nếu như mà anh chàng này vẫn ở nhà thì mình cũng sẽ thiếu đường, thiếu bài. Nếu như anh chàng ở nhà bắt buộc mình phải đẩy hai anh chàng hậu vệ cánh lên, nhưng khi hai anh chàng hậu vệ cánh lên thì mình lại dễ bị thua những pha phản công, cho nên tốt nhất để anh chàng CDM này chạy lên tham gia tấn công trước, và sau đó thì mình sẽ có nhiều bài, có nhiều cách để có thể xâm nhập vòng cấm hơn. Anh chàng này vẫn có thể xâm nhập vòng cấm được nha, và hai anh chàng CM của vậy cũng thể vào vòng cấm được, cho nên mình sẽ có 6 cầu thủ ở phần sân của đối phương, ở vòng cấm của đối phương, để mình có thể tạo ra được cái pha tấn công nó hợp lý, nó mãn nhãn hơn, có thể xuất xa bằng chàng CDM này luôn. Tiếp theo là 4 chàng hậu vệ, thì mình sẽ để xu hướng sẽ là công 1 và thủ 3 hết. Hai chàng hậu vệ cánh sẽ là không tham gia tấn công, AR2 hai chàng CB sẽ là giữ vị trí. Thì đội hình này mình muốn 4 chàng hậu vệ này luôn luôn ở phần sân của mình, luôn luôn không chạy lên phía trên để tránh những pha phản công nhanh, và mình sẽ cần phải có người để bọc lót. Và đội hình ở meta hiện tại là đội hình phản công nhanh cực kỳ nguy hiểm, cho nên là mình muốn rằng đội hình này sẽ giúp bạn tự tin hơn khi bạn tấn công, không sợ bị mất banh. Nếu có mất thì mình vẫn còn đủ thời gian để mình có thể kéo dài thời gian ra cho đồng đội của mình chạy về và tạo và thiết lập một cái pha phòng ngự. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bàn về cách vận hành của sơ đồ 4-1-2-3 này sẽ như thế nào nha, kể cả khâu phòng ngự lẫn khâu tấn công. Đầu tiên sẽ là khâu phòng ngự trước. Cái đội hình 4-1-2-3 này sẽ ưu tiên thủ trong khu vực vòng cấm của mình nha. 4 hậu vệ đứng rất là gần nhau để hạn chế những đường chuyền cho vòng cấm của đối thủ á, không cho đối thủ chuyền và canh sơ hở là mình có thể tắt bóng và mình cứu được bóng ngay. Và đội hình này khi triển khai tấn công á, thì các bạn sẽ thực hiện những đường chuyền, và khi chuyền các bạn nhớ giữ nút Q và ấn nút S để cầu thủ họ chuyền xong họ chạy lên luôn. Và đội hình này khi vòng cấm các bạn thấy đó, có rất là nhiều hướng để các bạn có thể chuyền 1-2-3-4 ở phía trên nữa, là các bạn sẽ có được rất nhiều đường chuyền để tiếp cận vòng cấm của đối phương và có thể dễ dàng ghi bàn và đối mặt thủ môn thôi. Và ngoài ra khi mà phát động tấn công á, nếu như bạn áp sát được vòng cấm của đối phương rồi, các bạn không muốn quay mặt nữa, các bạn vẫn có thể tự tin tung ra những cú sút xa từ hai anh chàng tiền đạo cánh nè, từ hai anh chàng CM nè, và kể cả CDM vẫn có thể sút xa được, bởi vì tất cả cầu thủ trong cái đội này đều có khả năng sút xa, có khả năng dứt đều cực kỳ tốt.
Và còn cách vận hành nữa là khi phát động tấn công, các bạn không muốn vào vòng cấm cũng được, các bạn có thể tách ra cánh, vẫn có thể tạt được. Đôi này dựa vào cái tốc độ của hai anh chàng tiền đạo cánh và khả năng tạt bóng của hai anh chàng này nữa thì mình vẫn có thể tung ra những đường tạt vào trong vòng cấm về phía cột xa của ông Thành được. Với mình có tiền đạo phía trong mà, và những đường tạt của đội này cũng rất dễ ghi bàn. Và đó là chi tiết về đội hình 4-1-2-3. Đội hình này là đội hình ban bật, đội hình xuất xa. Đôi khi đội hình này vẫn có thể tạt cánh được. Và với mỗi người sử dụng cái đồ hình này á, thì các bạn vẫn có thể sáng tạo ra thêm những cái lối đá khác nhau trong cái sơ đồ này nữa. Đây là một sơ đồ rất là đa dạng và đầy biến ảo, không sợ phản công. Và dĩ nhiên các bạn có thể comment những cái đồ hình mà các bạn muốn xem trên kênh của mình vào phần bình luận, và chúng ta sẽ cùng bàn luận với nhau về điều đó. Và đừng quên để lại mình một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.